Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số, đầu năm 2022, phường Tân Chính đã tập trung đề ra giải pháp nâng cao sự sáng tạo trong việc thực hiện. Sáng nay, phường Tân Chính chính thức giới thiệu đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường hai bộ QR code về số hóa dữ liệu công tác xây dựng đảng và số hóa bộ hướng dẫn các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đồng thời ra mắt mô hình tuyến phố chuyên doanh thời trang thanh toán không dùng tiền mặt trên đường Lê Duẩn thuộc địa bàn phường Tân Chính. Bộ mã QR số hóa dữ liệu thông minh công tác xây dựng đảng của đảng bộ phường với mục đích tạo địa chỉ giúp cho việc tiếp cận các thông tin về công tác đảng của đảng bộ được thuận tiện, nhanh chóng. Theo đó, khi người dân có nhu cầu thực hiện giao dịch liên quan đến các thủ tục hành chính trên cơ sở nền tảng ứng dụng của Zalo, thông qua việc quét mã QR này sẽ nhanh chóng truy cập đến bộ hướng dẫn các thủ tục đã được làm sẵn. Tại đây sẽ có các lĩnh vực cụ thể như hộ tịch, bảo trợ xã hội, người có công, đất đai. Trên từng lĩnh vực, tại đây sẽ có đầy đủ các biểu mẫu, tờ khai, hướng dẫn, các hồ sơ kèm theo cần phải có. Đường link đã được mặc định tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến một cách nhanh chóng mà không phải đến tại bộ phận một cửa của phường. Với mô hình tuyến phố chuyên doanh thời trang thanh toán không dùng tiền mặt trên đường Lê Duẩn, đến nay đã có 80 trên 102 hộ kinh doanh đăng ký tham gia. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chủ động kết nối đơn vị ví điện tử Momo tiến hành hỗ trợ tạo tài khoản miễn phí cho các điểm kinh doanh.